Và ngay bây giờ thì không để các anh chị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu với vị diễn giả tiếp theo của ngày hôm nay, anh Phạm Thanh Tú, CTO tại Origin. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối tới diễn giả Phạm Anh Tú. Quý vị thân mến, Super App là một hệ sinh thái mở gồm nhiều ứng dụng nhỏ được tích hợp, liên kết với nhau mà mọi người có thể sử dụng hàng ngày vì chúng mang lại trải nghiệm liền mạch, tiện lợi và có tính hỗ trợ cao. Tuy nhiên thì Super App được xây dựng và quản lý tập trung. Do đó, để kế thừa sự phát triển của Super App đồng thời kết hợp với công nghệ blockchain tân tiến nhất hiện nay thì Super Dapp đã ra đời. Và để giúp bạn hiểu rõ hơn về công nghệ Super Dapp mới nhất này, hãy cùng với anh Phạm Thanh Tú, CTO của Origin, sẽ mang đến sự kiện với chủ đề Building Super Dapp on the Blockchain. Em xin chào anh ạ. Hiện tại thì em đang rất là hào hứng để tìm hiểu về công nghệ Super Dapp này. Không biết công nghệ này là như thế nào, và em tin chắc là cũng nhiều quý anh chị khán giả cũng đang rất nóng lòng chờ đợi. Nên là ngay bây giờ em xin nhường lại phần trình bày cho anh ạ. Chào tất cả mọi người, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phần trình bày của mình. Chủ đề của mình hôm nay là nói về việc xây dựng một cái Super Dapp. Và Super Dapp thì là một bước tiếp nối của khái niệm gọi là Super App đã khá nổi tiếng trong khoảng 5-6 năm qua, với những cái tên rất là đình đám như kiểu Tencent, rồi Alibaba. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề Super App mà có một cái cây cụ thể, đấy là sản phẩm của chính công ty. Bởi vì Super App thì mỗi một cái Super App nó sẽ có một cái lõi gọi là cái Super Features, ví dụ như là các cái Super App dựa trên bản đồ để làm những ứng dụng như kiểu Grab, Uber, hay là Super App thì dựa trên phần payment như kiểu Tencent. Thì trong ví dụ của cái bài thuyết trình này thì mình sẽ nói về một cái Super App mà sử dụng cái công nghệ gọi là payment của blockchain, và một cái nữa rất là mới của blockchain đấy là Oracle, và đặc biệt đấy là AI Oracle, tức là Oracle chuyên cho phần AI, cũng là một cái rất là hot gần đây. Và phần tiếp theo không thể thiếu của Super App đấy là một cái marketplace. Vậy thì tại sao Super Dapp lại ra đời và tại sao nó là sự kết hợp rất hoàn hảo của Super App và blockchain? Thì như các bạn biết là Super App có một cái tính năng rất là hay, đấy là One Stop App, tức là thay vì bạn phải cài những cái ứng dụng nhỏ, ví dụ như là đi mua hàng, đặt đồ ăn hay là hẹn hò, thì có thể mình chỉ cần một cái app duy nhất và mình có thể sử dụng một cái đồng tiền ở trong cái app đấy để thực hiện mọi giao dịch, mọi nhu cầu mà mình mong muốn. Nhưng mà cái việc mà giới hạn của cái Super App đấy là, thứ nhất, nó thường là môi trường gọi là tập trung, tức là nếu mình mà muốn phát triển các cái tính năng gì đó thì phải thông qua một cái bên vận hành. Mà nếu bên vận hành này mà họ bị làm sao, họ bị sập thì tất cả các cái dịch vụ trên đó sẽ mất. Cái thứ hai nữa là thông thường thì khi mình phát triển các cái mini app cho Super App này thì cái giới hạn lớn nhất của nó chính là việc mở rộng các cái business logic. Ví dụ như là các hệ thống như kiểu Tencent thì nó cung cấp một môi trường phát triển là nó sử dụng một cái ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình này thì từ đó mình có thể mở rộng cái việc mà lưu trữ dữ liệu hay cung cấp các cái dịch vụ mở rộng. Thì khi mình sử dụng blockchain thì cái việc này trở nên đơn giản rất nhiều thông qua việc là mình dùng smart contract. Trong đó có những cái app super, có những cái mini app ở trên hệ thống blockchain rất là nổi tiếng, ví dụ như là MetaMask, hay là những ứng dụng về giao dịch, ví dụ như là Uniswap hay là PancakeSwap, hoặc là gần đây thì có những ứng dụng trên nền tảng blockchain ở Việt Nam rất nổi tiếng, ví dụ Asia Infinity hoặc Coin98 rất là nổi tiếng. Thì các bạn có thể thấy rồi. Như mình biết thì blockchain này nó vận hành là phi tập trung. Phi tập trung ở đây có nghĩa là nó sẽ không thể bị kiểm soát bởi một bên hay một tác nhân nào đó, mà nó sẽ được vận hành bởi rất nhiều bên. Và nó có tính an toàn rất cao. Nó giải quyết các vấn đề căn bản nhất của các hệ thống về payment,
Ví dụ đấy là vấn đề về double spending hay là gọi là giao dịch đảo ngược. Tức là cái một cái rất là quan trọng nữa đấy là trong hệ thống payment này thì người dùng chính là người cầm ví và họ sẽ giữ an toàn bằng việc là bảo mật cái khóa của mình. Những cái ứng dụng super app tập trung mà dựa trên payment thì thông thường là nếu mà hệ thống đấy bị hack thì tất cả người dùng sẽ mất hết tiền hoặc mất hết dữ liệu. Mỗi cái super DApp và super app thì nó bởi vì bản chất của nó là có một số cái giống và một số cái khác nhau, cho nên là nó cũng sẽ có ưu nhược điểm nhất định. Ví dụ nhược điểm của cái super DApp so với cả super app đấy là nó sẽ khó sử dụng hơn, bởi vì thông thường khi bạn dùng một cái super app thì bạn chỉ cần đăng nhập với email hoặc với số điện thoại là xong. Nhưng với super DApp thì cái việc đăng nhập của bạn là phải thông qua ví, tức là những người dùng sẽ phải làm quen với khái niệm về về ví và phải làm quen khái niệm về mnemonic hay là những cái khóa của mình. Thì ở Việt Nam cũng có một số bên đang làm những cái ứng dụng như vậy. Ví dụ như là TomoChain, Chusky, Online Chain Wallet và bạn có thể thử sử dụng. Nếu mình nói về super app ở Việt Nam thì hầu hết là bạn thể đến đều dựa trên payment. Bởi vì sao? Bởi vì cái payment là một cái rất là hữu dụng và nó sẽ là tương lai, bởi vì là những cái đất nước như kiểu Trung Quốc, các hệ thống về local payment của nó đã chiếm tỷ trọng giao dịch rất là lớn. Mọi người có thể chỉ cần dùng một cái app và có thể thực hiện một thanh toán thông qua quét các cái giao dịch bằng mã QR. Những cái ứng dụng về Zalo Pay, Viettel Pay, Momo thì đều là super app. Nếu mà mình so với quy mô của Super App và Super DApp thì thậm chí Super DApp có cái market còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì là mình có thể thấy là Super DApp hiện nay nó có những cái ứng dụng mini mà nó có một cái market cap rất là lớn. Ví dụ như là ASEAN thì theo giá thị trường thì có thời điểm nó đã lên hơn 4,5 tỷ đô. Vậy thì trong cái bài về chia sẻ về Super DApp thì mình thấy là hiện nay thì hầu hết các cái ứng dụng về Super DApp đều nhắm vào cái vấn đề về payment và giao dịch, và hoặc là gần đây thì nhắm vào một cái mảng mới đấy chính là NFT. NFT là một dạng token không thể phân chia, không thể trao đổi theo đơn vị. Thì trong bài hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái mảng rất tiềm năng nữa của Super DApp, đấy là về phần crowdsourcing với AI và với dữ liệu. Cái mảng về crowdsourcing AI này thì có một cái startup rất là nổi tiếng của Trung Quốc, đấy là cái Scale AI, và vừa được định giá là 7,6 tỷ đô. Và startup cái startup này thì được founder còn rất là trẻ. Thì để mà xây dựng được một cái super app thì nó cũng giống như xây dựng một cái super app, nhưng mà nó sẽ có một số cái bước gọi là phi tập trung hơn. Ví dụ như là trong cái mô hình mình build một cái super app liên quan đến AI này thì đầu tiên ấy, thì nó phải có một cái dataset. Ví dụ như là người dùng sẽ phải tạo các cái label, yêu cầu label. Riêng cái mảng dataset này thì cũng là một cái thị trường rất là lớn. Ví dụ như là Ocean là một cái thị trường chuyên môn bán các cái dataset dưới dạng NFT. Thì cái việc mà cung cấp dataset này thì đầu tiên là thông qua một cái smart contract, người dùng sẽ tạo một cái file chứa các cái dữ liệu có thể lưu ở trên các cái hệ thống phi tập trung như kiểu IBFS. Sau đó sẽ được mã hóa lại và được đặt một cái token, và từ đấy thì sẽ có nhu cầu là mua cái dataset, hoặc là mình mở rộng ra thì tiếp theo sẽ có một cái yêu cầu nữa, đấy là người ta muốn gắn nhãn cái dataset này. Ví dụ như là các cái NFT ở trên blockchain thì có thể có một cái yêu cầu là muốn là NFT đấy có giá trị hay không, tăng giá hay không, có đẹp hay không. Thì những cái yêu cầu này sẽ là một cái khái niệm gọi là AI request. Và các cái data ở trên blockchain này sẽ được gắn nhãn bởi crowdsourcing thông qua là những người dùng muốn request vào để gắn nhãn thì họ sẽ dùng ví.
và họ sẽ thực hiện cái việc mà gắn nhãn bằng cách là họ sẽ tạo ra một cái giao dịch ở trên cái blockchain, và tiếp theo sẽ đến một cái quá trình verify chéo. Quá trình verify chéo này thì được chạy bởi một cái hệ thống gọi là cũng thông qua smart check, nó sẽ chạy qua cái gọi là test case. Test case là một khái niệm mở rộng của cái Oracle. Thông thường nó chỉ có cái dataset và tiếp theo là nó aggregate dữ liệu, nhưng mà nó chưa có một cái bước gọi là bước verify. Test verify ở đây thì chính là mình có thể chạy qua được một cái hệ thống này thì nó vẫn bởi vì bản chất của Oracle là nó nằm ngoài blockchain, cho nên là sẽ phải cần rất nhiều cái bên gọi là bên bên này sẽ là bên như kiểu để tạo ra cái reputation. Nó có chạy qua một hệ thống gọi là DAO. DAO là một cái tổ chức mà được vận hành bằng cách voting ấy. Thì khi mà mình verify cái crowdsourcing này thì mình có thể chạy bằng cái human, nhưng mà các human này muốn tham gia cái việc mà verify thì phải stake một cái số tiền, để mà khi mà họ mà verify ấy, thì nếu mà verify pass thì cái test thì cái dataset này sẽ được verify, còn nếu mà họ mà không pass thì cái dataset này sẽ không được verify. Thì khi mà pass thì sẽ có quá trình trả thưởng. Thì bản chất của bản thân của những người mà tham gia verify này vẫn được cái hội đồng DAO này sẽ đánh giá thông qua việc thi thoảng sẽ kiểm tra ngẫu nhiên và đánh giá một cái reputation. Thì sau đó đến cái bước mà dữ liệu mà đã được gắn nhãn thì vẫn phải qua tiếp một cái bước gọi là bước training. Bước training này thì cũng lại sử dụng cái cơ chế là test case. Nhưng mà cái bước training này nó sẽ khác một chút, là nó sẽ chạy thông qua một cái nốt, chạy một cái process giống như kiểu là mình khi mình train xong thì mình sẽ chạy cái model và với một cái tập dữ liệu test, là ví dụ như 10-20% dữ liệu random từ trong cái data set ra. Khi mà cái nốt chạy cái verify model này mà pass thì cũng tương tự như là cái kiểm tra gắn nhãn, thì sẽ được trả thưởng và sẽ đẩy các cái AI model này lên trên hệ thống. Và khi mà AI model này đã được đẩy lên là được verify của blockchain thì nó sẽ là một cái nguồn cung cấp các cái model dồi dào cho các cái mini app. Khi mini app này sử dụng các cái model thì có thể tạo ra rất nhiều app, ví dụ như là cái app về face app hay là app về sinh ra các cái gọi là các cái mẫu người mẫu để mặc quần áo, nên là nó là một cái rất tiềm năng. Và bước cuối cùng trước khi tiếp cận đến người dùng, nó phải thông qua một cái marketplace. Thì cái marketplace này ứng dụng một cái công nghệ gọi là NFT. Bản chất của những cái mini app ở đây nó là một cái resort, nhưng mà nó là short code để mà đẩy lên trên cái mobile. Thì các resort này nó cũng là những cái NFT, và NFT được vì là NFT cho nên nó có thể được buôn bán ở trên marketplace. Vậy thì ở đây cái bài toán super app mà mình dựa trên cái AI Oracle này nó có một cái rất là tiềm năng. Thứ nhất là mình có thể giải quyết vấn đề gắn nhãn dữ liệu bằng cách là dùng crowdsourcing và có nền kinh tế dùng blockchain để mà trả thưởng cho tất cả những người tham gia. Các nhà phát triển app thì có thể muốn về bộ dữ liệu nào đó, và thì họ chỉ việc trả tiền, và họ muốn được gắn nhãn thì họ cũng chỉ việc tạo ra yêu cầu và trả tiền để cho những người tham gia. Những người mà cung cấp những cái tài nguyên bằng cách là họ training model, họ cũng sẽ được tiền. Và ở đây rất nhiều bên, cả bên về cung cấp dữ liệu, bên tham gia về verify dữ liệu, bên training có. Thì để đây sau khi dữ liệu mà đã được verify xong thì người dùng có thể mua ở trên các cái data market. Đây là một cái giao diện của cái việc mà người dùng sẽ gắn nhãn. Thì một người dùng có thể được invite vào một cái bộ dữ liệu. Thông thường mình sẽ chia một cái bộ dữ liệu ra thành các cái task nhỏ, và mình sẽ dựa trên lượng task để mình pay, mình trả tiền. Thì cái Zebu staking trong cái việc training AI model đã được giải quyết bằng cái mô hình DAO và mô hình verify sử dụng AI Oracle như mình đã nói ở trên. Đây là cái mô hình của cái blockchain mà ứng dụng cái smart contract để verify các cái bên tham gia, để cung cấp
các dịch vụ với AI. Phần tiếp theo của Super App không thể thiếu thì đấy chính là phần Marketplace. Marketplace thì là phần vô cùng quan trọng. Marketplace này thì mọi người đã có thể là đã nếu mà ai mà tham gia trong cái lĩnh vực blockchain mà thì có thể quá quen thuộc với những cái như cái OpenSea Market là lớn. Thì Marketplace này nếu mà cho mobile app thì nó cũng giống như kiểu là App Store của hay là Google Play. Tức là mọi người sẽ bán những cái mini app này, và bản chất của mini app này như mình nói nó chính là những NFT, và sẽ sử dụng cái ví blockchain để mà mua bán, và tất cả bên tham gia sẽ được tiền. Và cái việc mà để mà một cái mini app này lên trên blockchain thì nó cũng sẽ phải thông qua cái quá trình verify. Verify thì cũng sử dụng cơ chế DAO, cơ chế voting, tất cả đều là phi tập trung. Thì đây là cái ví mà bên Orachain đã xây dựng. Thì mọi người có thể xem qua phần giới thiệu. Thì blockchain hiện nay thì nó có một cái ưu điểm rất là lớn nữa, đấy là cái tính gọi là không có biên giới. Tất cả các cái hệ thống blockchain bây giờ thì nó đã liên kết được với nhau thông qua một cái khái niệm gọi là bridge, hoặc là khái niệm gọi là intercommunication giữa các blockchain. Chính vì thế nên chỉ cần có một cái super app với một cái ví nào đó, bạn có thể tham gia được tất cả các thị trường. Ví dụ như là tham gia thị trường của Ethereum, của Binance hay là của Bitcoin, tất cả thông qua một cái cơ chế gọi là quiz. Thì ví dụ như là cái ví này nó là một cái lõi của SuperDApp, nó sẽ cho phép là bạn có thể gửi giao dịch multi-chain. Bản chất của nó ví dụ như khi bạn gửi một cái đồng nào đó của bên Cosmos chẳng hạn, bạn gửi sang bên Polkadot hoặc bạn gửi sang bên Ethereum thì nó đều có thể dùng được đồng đấy ở trên blockchain tương tự blockchain mà mình muốn tham gia. Thì cái phần thứ hai của cái marketplace chính là phần mini center. Mini center này chính là cái phần quản lý để cho phép là developer có thể build các cái mini app thành các cái bundle và đẩy lên trên blockchain thông qua việc như kiểu mint NFT và publish các mini app này như kiểu các cái NFT và đợi cái approval từ các validator. Sau đó thì có thể đẩy hiện lên trên ở trên marketplace để người dùng mua tải về. Thì cái một trong những cái gọi là mini DApp mà bên Orchain sắp sửa ra mắt có thể là trong tuần tới đấy là cái NFT game gọi là Kawaii Islands, thì các bạn có thể tham gia sẽ có các cái airdrop về NFT. Thì nó cũng giống như của Asia, là một cái thế giới mà mình có thể tham gia xây dựng và chiến đấu và để nhận về token và có thể bán được trên các sàn. Ngoài ra thì trong cái về hệ thống gọi là SuperDApp liên quan đến cái phần về blockchain ấy, thì trong blockchain có một cái khái niệm đấy là trong game, trong các hệ thống có một cái mà dịch vụ mà mọi người rất cần, đấy là
Perfect random hay là số số ngẫu nhiên hoàn hảo. Cái số ngẫu nhiên hoàn hảo là chính là một cái tính năng, ví dụ như là để mình tạo ra được một cái món đồ ngẫu nhiên trong game, mà món đồ ngẫu nhiên này không thể bị bên nào kiểm soát, có thể kiểm tra được cái tính gọi là tất yếu của nó, và nó phải có tính phân tán, tức là có nhiều bên tham gia. Thì trong cái dịch vụ lõi của DataHub và của Origin này cung cấp một cái Verified Random Function, tức là có thể kiểm tra tính ngẫu nhiên bằng cách là sử dụng EOS, một cái thuật toán mã hóa mà có nhiều bên tham gia, và có một cái ngưỡng mình có thể set ra để cho phép là chỉ cần một cái lượng nhất định trong tổng số tất cả những cái bên tham gia ký vào cái giao dịch thì mình có thể verify được, và mình dựa vào cái số verify mình sẽ sinh ra được cái số ngẫu nhiên là nào. Và cái này sẽ cung cấp các cái dịch vụ, ví dụ như là để chọn ra một người thắng cuộc hay để sinh ra các cái vật phẩm trong game. Thì cái bài thuyết trình nó cũng khá là rộng, nhưng mà các cái keyword mà mình muốn tóm tắt lại đó chính là: thứ nhất là khái niệm về super app. Khái niệm super app thì cũng khái niệm khá là phổ biến. Đấy là một cái one stop app, cho phép là bạn có thể muốn bất kể một cái ứng dụng gì mình cần bằng cách là vào một cái market và bạn tìm kiếm, và sau đó là bạn có thể tải về nếu nó free, hoặc là bạn trả phí nếu mà nó đòi hỏi bạn phải mất tiền. Và cái thứ hai nữa là cái DataHub. DataHub đây đấy chính là bởi vì là các cái super DApp bây giờ nó đang tập trung nhiều vào vấn đề về payment, về game, nhưng mà rất ít các cái, hoặc là chưa có cái nền tảng nào mà nó tập trung vào cái mảng về AI, bởi vì thị trường AI cũng là thị trường rất là lớn. Thì cái DataHub này chính là một cái giải pháp để cho phép là cung cấp cái nền tảng cho super DApp tập trung vào cái vấn đề về AI. Và cái thứ ba nữa là cái thị trường tài chính phi tập trung. Thị trường tài chính phi tập trung chính là một cơ hội rất lớn để cho mang lại thu nhập hoặc tạo ra một cái nền kinh tế mới cho tất cả mọi người. Bởi vì trong thị trường tài chính phi tập trung này thì các người chơi sẽ tham gia mà không bị một bên nào đó kiểm soát. Và việc tham gia rất là dễ dàng, có thể bất cứ nơi đâu, không và bạn chỉ cần một cái ví. Và khi đó thì tất cả những cái công việc hay những cái yêu cầu của bạn sẽ được thanh toán một cách đơn giản, nhanh chóng và xuyên suốt trên tất cả các hệ thống blockchain. Thì đấy là bài mà mình muốn chia sẻ đến mọi người. Thì bài chia sẻ mình đến đây là tạm dừng, là kết thúc. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh Phạm Thanh Tú. Và có thể thấy là với sự quản lý tập trung thì SuperDApp giúp nâng cao bảo mật cũng như là mở ra một kỷ nguyên mới trong việc phát triển mobile app và nâng cao trải nghiệm all-in-one của người dùng thông qua blockchain. Và trong lúc anh chia sẻ thì em có nhận được rất khá những câu hỏi của các bạn khán giả gửi về ạ. Và em xin được gửi đến anh câu hỏi của bạn Huy Đức. Bạn hỏi là dạ thì với Oracle Blockchain, tức là Smart Contract Pardon, giúp cho các Smart Contract On-Chain có thể kết nối với thế giới Off-Chain, nhưng mà vấn đề lớn nhất của Oracle đó chính là bảo mật đơn vị cung cấp dữ liệu Off-Chain đó. Thì Verify, tức là mỗi lần transaction được gửi đi thì các Node Blockchain sẽ verify lại model AI hay là sao ạ? Thì mình xin trả lời câu hỏi của bạn. Thì cái đặc tính của Oracle nó chính là một yếu tố ở bên ngoài. Yếu tố bên ngoài nó là off-chain, cho nên là mình sẽ không thể nào mà mình dùng cái on-chain để mình xử lý được, mà mình phải xử lý một cái bằng cách off-chain. Vậy thì cái cầu nối đây chính là gì? Cầu nối đây chính là: thứ nhất là mình phải tạo ra một tính phi tập trung, tức là phải có nhiều bên cung cấp cái service Oracle. Và cái thứ hai nữa đấy là phải có thể verify bằng human. Thì cái verify bằng human này nó thông qua một cái cơ chế là Reputation Network. Reputation Network này sẽ được quản lý bởi một cái hệ thống như kiểu là hệ thống voting hay là DAO. Tức là ví dụ như là bên mình phải đưa cái thế giới bên ngoài vào bên trong. Trong hệ các hệ thống chat thì nó sẽ có cái bọn gọi là arbitrary, tức là nó sẽ phải đi xem các cái giá ở trên order book market để từ đấy nó sẽ ăn chênh lệch trên những cái sàn về automated market. Còn trong cái hệ thống về Oracle có nghĩa là phải có một số người nào đó đại diện cho các tổ chức, thi thoảng họ sẽ kiểm tra lại kết quả công việc. Nếu họ thấy mà kết quả công việc của thằng này nó không đúng, hay là nó có dấu hiệu gì đó mà lừa đảo, thì nó sẽ đánh hoặc nó xóa hoặc nó phạt.
thì tất cả những người tham gia vào vào cái cung cấp dịch vụ, trước tiên họ phải stake, tức là họ đã phải bỏ một khoản tiền vào, vì thế khi mà họ bị phạt thì họ sẽ mất khoản tiền đấy. Thì cái cơ chế Reputation Network này chính là để tạo cái độ tin tưởng từ bên ngoài, mình cập nhật trở lại vào blockchain, chứ mình không thể nào chạy on-chain được. Ngoài ra thì một số cái có thể tự động hóa, một số cái phải cần human. Ví dụ tự động hóa như kiểu là bạn có thể chạy tổng hợp giá bằng cách là bạn tính trung bình, hay là bạn có thể kiểm tra một cái model có đúng hay không bằng cách là bạn chạy chính cái model đấy với cái dữ liệu mà mình test và kiểm đấy, kiểu đấy, pass qua test case. Còn một số cái thì phải dùng human, ví dụ như là để biết là thằng này nó gắn nhãn đúng hay không, mà không có hệ thống nào mà hỗ trợ thì bạn phải nhìn bằng mắt. Thì về cơ bản là cái tính bảo mật của nó đấy, thì nó chính là dựa trên cơ chế phân tán và được quản lý bởi hội đồng thông qua quá trình voting, chứ rất khó để có một cơ chế on-chain kiểm tra được đó. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Và Ngọc Hân cũng xin được cảm ơn anh Huy Đức đã gửi câu hỏi về chương trình. Và quý khán giả của chúng ta, nếu có bất cứ băn khoăn thắc mắc nào thì quý vị cũng có thể gửi trực tiếp cho anh Tú trong khoảng thời gian Q&A này ạ. Dạ, và câu hỏi thứ hai như sau, đó chính là mini app trong hệ thống Origin nên được hiểu như thế nào ạ? Anh Tú có thể giải thích rõ hơn một chút về vấn đề này không ạ? Thì tại sao lại gọi là mini app? Thì nếu mà hiểu một cách đơn giản nhất thì bạn có thể thấy là mini app giống như kiểu là mình mở một cái trang web, còn cái sub web của mình chính là một cái browser. Bạn thích trang web là bạn tìm kiếm và bạn mở cái link ra. Các mini app này nó phải chạy ở trong một cái context riêng. Tại sao lại gọi là context riêng? Thì nếu ai mà làm Docker thì bạn biết là nếu bạn có xóa tất cả file system trong Docker thì không thể chết được cái system bên ngoài. Thì thằng mini app là phải chạy trong một cái context riêng của nó, nó không thể nào mà nó phá được cái bên ngoài, mà nó giao tiếp thông qua những cái mà mình cung cấp, gọi là cái hot function, là được truy cập những cái gì. Thì cái cơ chế đấy đã được smart contract nó hỗ trợ. Ví dụ là smart contract nó cung cấp cho mình việc là mình được lưu dữ liệu vào trong storage, mình phải trả phí, hay là mình có thể gọi lấy ra các cái balance của người dùng. Thì các mini app này mình nó là một cái gọi là một cái resort. Resort này bản chất của nó là một cái file, có thể là file web hoặc file JavaScript, nhưng bạn sẽ gọi đến cái logic ở trên smart contract và bạn sẽ đẩy nó lên như một cái URL, URI đấy. Thì như bạn biết là NFT ấy, chính là một cái tham chiếu đến cái URL đấy. Thông thường nó sẽ có một mã token ID để bạn kiểm tra lại các thông tin và các dữ liệu meta. Thì khi mà mình đẩy lên cái bundle của mình lên mini app như một cái URL thì mình cũng có thể biến nó thành một cái NFT. Khi mà mình biến được một NFT thì mình có thể bán ở trên marketplace. Ví dụ mình bán ở cái mini app về về nhận diện OCR hay bóc tách cái chứng minh thư, tôi bán với giá là 50 ORA chẳng hạn, thì bạn sẽ tạo một cái NFT ở trên marketplace và bạn đẩy lên đấy. Thì khi người dùng người ta muốn tải nó về, người ta chỉ cần trả tiền 50 ORA là họ sẽ sở hữu NFT. Thì trong cái logic của ví mà mình kiểm tra, nếu mà bạn là owner hay là bạn được sở hữu cái NFT đấy, bạn sẽ được tải gáp về và chạy đấy. Thì đấy là cách hoạt động, nên cho nên mình hiểu trong mini app, ở trong super app này nó sẽ giống như một cái NFT. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, và có một bạn gửi câu hỏi về là một người làm blockchain thì anh nhận xét thế nào về tiềm năng của công nghệ này tại Việt Nam, cũng như là có những rào cản hay là thách thức nào khi mà muốn bắt đầu một dự án blockchain riêng của mình không ạ? Thì như mình quan sát thì blockchain ở Việt Nam mặc dù chính xác là mới chỉ có 3 đến 4 năm gần đây là 3 4 năm đây là mới bắt đầu, nhưng mà cái kết quả của nó thì rất là khủng khiếp. Như bạn thấy là rất nhiều startup lớn, Kyber rồi Coin98, Valent, Kafari rồi Tomochain, rất nhiều. Origin thì cũng là một công ty mà cũng chỉ vận hành được tầm 7 đến 8 tháng, hơn 7 tháng. Thì cái rào cản với blockchain thì nếu mình nói thì gần như rào cản của nó là không có, hiện tại là không có, còn tương lai mình không biết. Và nó sẽ có những cái cách tiếp cận là nếu bạn có thể chọn build một cái gọi là layer 1, như kiểu bạn có thể build các cái phần core, phần blockchain, thì cái này khó hơn. Nhưng bạn có thể bắt đầu rất dễ bằng cái layer 2, tức là bạn tham gia vào những cái nền tảng đã có như kiểu là Binance hay là Ethereum, và bạn xây cái layer 2 như kiểu bạn làm một cái smart contract. Smart contract đấy bạn có thể đẩy lên, ví dụ như là làm những cái về sàn giao dịch hay làm những cái về lưu trữ đồ ở trong game là bạn có thể bắt đầu được. Như bạn thấy là những cái game rất là đình đám ở Việt Nam, AC Infinity là một cái ví dụ điển hình nhất.
Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh. Thực ra thì còn rất là nhiều những câu hỏi khác nữa, nhưng mà do thời lượng của chương trình thì có giới hạn, nên là chắc em xin chào anh tại đây và xin hẹn gặp anh Tú vào những sự kiện tiếp theo của Việt Nam Mobile Day cũng như là của Top Dev ạ. Em xin chào anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe, bình an cũng như là luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Mình xin Dạ. cảm ơn tất cả mọi người Dạ, em dành chào thời anh ạ. gian.